À, vâng, xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với series video uh, Business and Marketing Vlog by Phan Anh và BA Marketing Hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn Một cái vlog nói về chủ đề về chiến lược kinh doanh Và tôi cho rằng đây là một chủ đề rất là shock và rất là nhạy cảm à, Bản thân tôi cũng phải cân nhắc rất là nhiều trước khi quay cái video này à, Đây là một cái video nói về một cái chủ đề là bán xe VinFast À, vào mỹ à, của tập đoàn vingroup à, trong vòng hai ngày vừa qua báo chí bloomberg rồi vn express cà phê bit đã đều đã dẫn tin của bloomberg là một cái hãng truyền thông của mỹ nói rằng là chủ tịch của vingroup à, đã à, bán toàn bộ cái mảng à... chính xác thì là chủ tịch của vingroup đã bán mảng à, bán lẻ à, cho tập đoàn masan để dồn toàn bộ công sức và tiền bạc à, cho những cái mảng công nghiệp, mảng sản xuất, à, ví dụ như là mảng xe hơi, mảng à, điện thoại di động à, và sau này là những cái sản phẩm điện tử điện lạnh khác. Vâng, à, thì cái video bài học này sẽ nói về một chủ đề hẹp hơn, đấy là chiến lược bán xe Vinfast vào Mỹ và tôi đọc trạch nó là xe Vĩnh Phát. Vâng và một câu hỏi được đặt ra là liệu rằng bán xe Vinfast vào Mỹ có phải là tự sát hay không? À trước khi tôi sẽ nói chủ đề này thì tôi xin phép được chia sẻ rằng, vâng, à đây là một cái vlog, một cái video mà chúng tôi phân tích về thị trường xe hơi và nhận định về thị trường xe hơi trong những cái năm tiếp theo. À chứ tôi không dám và xin phép là nói là không dám là dạy tỷ phú đô la làm giàu, đúng không ạ? Dạy tỷ phú đô la kinh doanh. À tôi biết rằng là có rất nhiều những cái bình luận như vậy trên các hội nhóm. À, thì tôi xin phép là cũng giống như đây là một cái bài tập của sinh viên mà tôi thường giao cho sinh viên là phân tích mô hình, phân tích uh, cái sự thành công hay là đánh giá hay là phân tích chiến lược vân vân thì giống như là bài tập của sinh viên thôi thì tôi uh, phân tích cái chiến lược này và dưới cái tư cách là về lý thuyết và tầm nhìn và hiểu biết của tôi uh, tôi không muốn uh, nói rằng là uh, lại là một cái người không biết gì hay là lý thuyết hóa hay là À, dạy tỷ phú đô la làm giàu trong khi đó mình thì nghèo rất mừng tơi à, chúng ta hãy xem xét nó dưới góc độ là lý thuyết và chiến lược về kinh doanh và chúng ta sẽ trao đổi nó à, có thể là những cái nhận định của tôi nó đúng và cũng có thể là những nhận định của tôi nó sai thì chúng ta sẽ thảo luận về các cái nhận định dưới góc độ là kinh doanh và marketing chứ ta chúng ta không thảo luận dưới góc độ là À, biết gì mà nói Rồi người ta là rất là nhiều tiền người ta có à, hàng trăm nghìn à, người lao động những cái bộ óc rất là vĩ đại vân vân à, chúng ta không đề cập đến chuyện đó đúng không ạ à, không phải dạy đi ven váy vân vân à, chúng ta hãy tiếp nhận thông tin một cách tích cực và đa chiều và chúng ta thảo luận với nhau với góc độ về chiến lược kinh doanh và cái nội dung thứ hai tôi muốn trình bày trước khi nói về cái chuyện là chiến lược bán xe vinfast vào mỹ là tự sát bởi vì là nếu mà các anh chị cho rằng là À, nhiều tiền, à, có nhiều bộ óc Tốt, đúng không ạ Rồi thì thuê các chuyên gia hàng đầu Rồi tầm nhìn khát vọng, rồi vân vân mây mây à, Có 9 tỷ, 10 tỷ đô la Thậm chí tôi nghĩ rằng là trong tương lai gần à, Chủ tịch của tập đoàn Vinfast à, Hay là tập đoàn Vingroup đó Thì à, tôi nghĩ rằng là ông sẽ sớm đạt cái mốc Là ông sẽ có tài sản khoảng 20 tỷ đô la thôi à, Điều đấy là tôi hoàn toàn tin tưởng Nhưng việc bán xe vào Mỹ Vẫn là tự sát, đúng không ạ à, Câu chuyện về Nokia Các anh chị biết rồi đấy ạ Nokia đã có mặt hơn 100 năm tại thị trường thế giới. Và thời kỳ đỉnh cao nhất của Nokia là Nokia đã bán sản phẩm ở trên 135 năm quốc gia vùng lãnh thổ. Nokia có nhân viên ở trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 100.000 nhân viên quốc tế. Hơn 100.000 nhân viên quốc tế như vậy rất là nhiều đúng không ạ? Và CEO cũng là những cái CEO vĩ đại, cũng là những cái bộ óc của thế giới, bộ óc tinh hoa của thế giới đúng không ạ? Vâng, và kết quả là gì đúng không? Kết quả là gì? À, các anh chị thấy đấy, à, năm 2008 là năm doanh thu của Nokia đỉnh cao nhất. À, tôi đã xem báo cáo thì doanh thu đạt cỡ khoảng 75 tỷ đô la Mỹ, doanh thu bán điện thoại di động trên toàn cầu và giá trị thương hiệu của Nokia hồi đó cũng đạt hơn 80 tỷ đô la. Đấy là cái doanh số cao nhất của Nokia trong nhiều năm và dần dần nó cũng giảm giảm còn 70 rồi 60, 65 rồi 40, 30 và nó giảm dần Và hiện nay doanh số của Nokia rất là thấp đúng không ạ Và thương hiệu của Nokia đã phải bán cho rất là nhiều đơn vị Và cuối cùng nó bán cho một thương, một cái nhà sản xuất điện thoại di động của Trung Quốc Để họ gắn cái thương hiệu này vào Họ sẽ bán ra thị trường các nước kém phát triển Bởi vì Nokia có thương hiệu trên toàn cầu Vâng, à, thì tôi muốn nhấn mạnh rằng là rẻ dạ, tiền à, VinFast hay là Vingroup không nhiều tiền bằng Nokia Nhân sự, nhân sự không nhiều bằng Nokia À, sale cũng không giỏi bằng Nokia đúng không ạ? Vâng. À, rồi thì thương hiệu cũng không giỏi bằng, doanh thu cũng không giỏi bằng, vân vân. Vậy Nokia vẫn chết. Tức là gì? Tức là tôi muốn nhấn mạnh rằng là à, mọi thứ đều có thể xảy ra. Sảy chân vẫn có thể chết đuối bình thường. Như vậy với hai cái à, lập luận ban đầu để tôi muốn là chúng ta hết sức thoải mái à, khi bắt đầu vào cái bài vlog này, đúng không ạ? Tôi xin các anh chị là gì ạ? À, nếu thấy hay thấy đúng thì chúng ta thảo luận một cách tích cực lịch sự và nếu chúng ta thấy không hay chưa đúng chúng ta có thể thảo luận là chê bai cũng được nhận xét cũng được à, rồi góp ý cũng được nhưng trên tinh thần lịch sự tôn trọng đúng không ạ à, tôi là giảng viên đại học tôi rất nghèo không có tiền đúng không ạ à, tôi không dạy à, tỷ phú làm giàu tôi chỉ phân tích về thị trường à, kinh doanh và marketing và chiến lược và nội dung chính của bài này là bán xe vinfast vào mỹ có phải là tự sát hay không à, đây là một câu hỏi đúng không ạ thì tôi nhận định rằng là nếu như mà chúng ta bán xe vinfast vào thị trường mỹ là tự sát bởi vì à, nếu như mà chúng ta bán xe hơi vào các cái thị trường đông nam á hay là thị trường châu á nói chung thị trường châu âu thậm chí là thị trường châu phi thì có thể là một cái cửa đi sáng hoặc là cửa đi tối tùy vào từng thị trường cụ thể À, với cái dòng xe hơi ở đây là dòng động cơ xăng và cả động cơ điện Và tương lai của ngành xe hơi nó sẽ là cái tương lai của ngành động cơ điện à, Với cái sự à, phát tiến của à, thương hiệu Tesla, đúng không ạ? Vâng à, Còn nếu mà bán vào thị trường Mỹ thì thực sự đấy là một cái cuộc tàn sát vô cùng đẫm máu à, Dưới cái tư cách là một cái thuật ngữ marketing là đại dương đỏ của Michael Porter đưa ra à, Thị trường Mỹ là một thị trường bán lẻ xe hơi vô cùng khốc liệt, đúng không ạ? cạnh tranh rất lớn bởi vì tất cả các hãng Âu và Á à, rồi thì Mỹ đều có mặt tại Mỹ và thị trường Mỹ là một thị trường gọi là được đánh giá là vô cùng tiềm năng và béo bở. À, với dân số khoảng 350 triệu dân và thu nhập đầu người rất cao, đất rộng mà người Mỹ rất là thích xe hơi, đúng không ạ? Vâng. À, thực tế thì nhiều hãng xe hơi thương hiệu của Mỹ cũng không bán nổi và doanh số rất thấp tại thị trường Mỹ. Đấy, có một số hãng như là hãng Dock đúng không ạ? À, thì cái số lượng bán nó không nhiều. Đó. Và thị trường Mỹ là một thị trường rất là đa dạng. Đấy. Nhưng nó lại là một thị trường rất thực dụng. Thực dụng là thế nào? Bởi vì người Mỹ không phải là ai cũng quá cầu kỳ về mặt à, cái chiếc xe đâu. À, tôi sang Mỹ tôi thấy rất nhiều người Mỹ vẫn đi cái những cái chiếc xe rất là cũ. Và thậm chí tôi được biết là có những cái xe bán chỉ có giá 300 hoặc là 500 đô la, à, 800 đô la một cái chiếc xe Corolla Altis đời cũ, đời sâu hoặc là một cái chiếc xe Toyota nào đó của một cái phiên bản từ năm 2008 hay là 2005, họ bán rất là rẻ đúng không ạ? Vâng và, và à, dòng xe mới của à, Mỹ thì cũng rất là rẻ, giá xe hơi ở Việt Nam là một thì giá xe hơi ở Mỹ chỉ là 0,3, giá xe hơi ở Việt Nam là 3 thì giá xe hơi ở Mỹ chỉ là một. À, cơ bản tại thời điểm này là 2020 Thì à, chúng ta thấy rằng Cứ giá xe hơi ở Việt Nam là 3 Thì giá xe hơi ở Mỹ chỉ là một thôi à, Cho nên nó rất là rẻ Đúng không ạ? Nó rất là rẻ Rồi tiếp tục Đấy là à, những cái hình thức thanh toán Ở Mỹ thì cũng rất là khác ở Việt Nam Bởi vì là hầu như Người Mỹ mua xe là sẽ mua theo diện trả góp Vì vậy chúng ta cần phải có đối tác à, Thanh toán cho khách hàng Thì mới bán được xe Và cuối cùng đấy là nếu như muốn bán xe điện vào Mỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng là phải cạnh tranh rất khốc liệt với thương hiệu Tesla của tỷ, tỷ phú Elon Musk đúng không ạ? Ông đã sản xuất cái thương hiệu Tesla và thương hiệu Tesla hiện nay cũng đang bán rất là tốt tại thị trường Mỹ và giá cũng khoảng rất là hợp lý. Một model số 3 gọi là Model 3, tên xe là số 3. Tesla bán tại Mỹ có giá khoảng 35.000 đô la Mỹ. Tính ra tiền Việt nó chỉ rơi vào khoảng 800 triệu bằng một cái chiếc xe Lux SA chạy động cơ xăng bán tại Việt Nam với sự trợ giá rất lớn của Vingroup rồi thì tôi không hiểu là sẽ bán như thế nào vào thị trường Mỹ hoặc là một chiếc xe điện là dòng Model X đúng không ạ? Và hiện nay có giá khoảng 70 đến 75 ngàn đô la thì uh, cũng chỉ tương đương với khoảng tỷ rưỡi tiền Việt Đấy, còn rẻ hơn là cái chiếc súp mà Lux SA của uh, VinFast đúng không ạ? Đấy thì chúng ta thấy rằng là Đấy là một thị trường mà không hề à, dễ dàng gì. Đúng không ạ? Một cái thị trường à, rất là khó khăn. Đó. Và bản thân à, tỷ phú Elon Musk cũng là một tỷ phú mà hiện nay có khoảng hơn 20 tỷ à, trong tài khoản. Và giá trị thương hiệu Tesla cũng như là giá trị thương hiệu của SpaceX à, là hàng trăm tỷ đô. Và cả thế giới đều đã biết. À, trong khi đó thì hiện nay VinFast thì cũng rất là mới. À, chưa thể biết được. À, tuy nhiên thì với cái tham vọng lớn của tập đoàn Vingroup thì chúng ta hy vọng là sẽ có những bước tiến đột phá à, trong 5 năm tiếp theo à, Cái vlog này là cái vlog mà chúng ta à, sẽ đánh giá tại thời điểm này cũng như là chúng ta sẽ nhận định trong 5 năm tiếp theo Còn tại thời điểm này thì chúng ta còn quá sớm để nhận định à, liệu rằng đó có phải là một chiến lược tốt hay không à, Tôi cho rằng là việc bán xe hơi vào Mỹ để làm thương hiệu cho VinFast là tốt đúng không ạ để pa bán ngược vào các cái thị trường khác như là thị trường châu âu thị trường châu á thị trường đông nam á hoặc là các cái thị trường châu phi nữa thì có lẽ là một cái lời giải à, phù hợp hơn cho cái chiến lược này à, chúng ta thường gọi là làm thương hiệu hay là dương đông kích tây hay là à, chúng ta buộc phải đến đó đúng không ạ vì đấy là cái cái thánh đường của cái ngành công nghiệp xe hơi đúng không ạ à, thương hiệu vinfast có thể chấp nhận thua lỗ trong nhiều năm dài À, bởi vì là đã là sản xuất thì chúng ta không thể nào có lời ngay được à, có thể là 5 năm thậm chí 7 năm hoặc thậm chí là 10 năm khi mà có thể đạt được cái sản lượng à, cỡ khoảng độ 200.000 đến 300.000 à, xe trong một năm thì chúng ta sẽ giảm được chi phí nhờ lợi thuế à, nhờ lợi thế về quy mô còn nếu mà chúng ta chỉ bán có độ vài chục ngàn xe thì chúng ta sẽ không thể nào à, có được cái lợi thế như vậy. Vì vậy à, giá xe sau này sẽ chắc chắn sẽ giảm và sẽ bán trên toàn cầu và bán trên số lượng rất là lớn. Còn nếu bán vào Mỹ thì tôi tin chắc là đó là một thị trường rất là khó khăn và không sẽ rất khó có chỗ đứng cho VinFast. Và câu chuyện ngày hôm nay tôi làm đấy là câu chuyện của năm 2020 và tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ để cái video này đây đến năm 2025 chúng ta sẽ xem lại xem là cái chiến lược của VinFast tại thời điểm đó là như thế nào và cái nhận định của tôi là đúng hay là sai. À, tôi xin phép bảo lưu quan điểm là à, tôi luôn luôn nhận định rằng đây là một chiến lược vô cùng khó khăn và sẽ cái tỷ lệ thành công vô cùng thấp à, và thậm chí là cái đấy là một cái chiến lược tự sát đúng không ạ à, nếu không cẩn thận thì chúng ta sẽ bị thua lỗ chứ không phải là chúng ta sẽ à, kiếm được tiền đâu ok à, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn và rất vui hy vọng là các anh chị và các bạn có tham gia bình luận à, tham gia đóng góp những cái ý kiến trao đổi để chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau trên tinh thần tôn trọng xây dựng và tôn trọng sự khác biệt và à, nếu như tôi mà có à, chia sẻ những cái gì đấy mà chưa hợp lý và à, tôi nghĩ thì à, các anh chị cũng thông cảm bỏ qua à, chỉ đơn giản là tôi đam mê về kinh doanh và marketing thì tôi muốn à, trao đổi muốn chia sẻ với các anh chị qua cái kênh youtube pa marketing của tôi mà thôi à, một lần nữa xin là cảm ơn các anh chị